gia đình nọ vốn có 7 đứa con trai, nên họ rất mong có thêm một mụn con gái. Khi vợ có mang, bác ta hy vọng lần này sẽ toại nguyện. Quả thật đứa con mới chào đời là con gái. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng đứa con lại gầy gò ốm yếu quá nên phải chịu phép rửa tội. Ôi, em Út xinh quá, da em trắng chưa kìa. Con cầm lấy và ra suối lấy nước về đây để làm phép rửa tội cho em gái. Vâng ạ, em đi với, em đi với. Đúng là lũ ham chơi mà. Để em lấy nước. Em còn nhỏ sao em lấy được chứ. Em lấy cơ, để em. Trời, mất chiếc bình rồi. Lấy gì đựng nước cho em gái đi. Kiểu gì cha cũng trách tội chúng ta. Chúng ta không thể về nhà được rồi. Các con làm gì mà lâu thế? Mau đem nước về đi. Trời ơi, chúng mày lại mãi chơi làm hỏng hết việc lớn rồi. Ước gì cả 7 thằng ham chơi này biến thành quả hết đi. Chính ông muốn đây nhé. Trời ơi, các con tôi. Cô gái kia xinh thật đấy. Cô ấy tuy đẹp thật, nhưng chính cô ấy là nguyên nhân sự bất hạnh của 7 người anh trai. Đúng vậy, thật tội nghiệp cho số phận của 7 người anh trai kia. Mình có 7 anh trai ư? Chuyện của 7 anh trai con là như vậy. Cha mẹ cũng đi khắp nơi tìm các anh của con, nhưng không thấy. Cha con thật sự rất hối hận. Không được, mình chính là nguyên nhân để các anh bị biến thành quả. Mình sẽ đi giải cứu cho các anh, nhưng nhất định không được để cha mẹ biết. Mình sẽ mang theo chiếc nhẫn của ba mẹ làm tin. Có lẽ các anh nhìn nó sẽ nhận ra mình. Mình biết tìm các anh ở đâu bây giờ. Cụ ơi, cụ có nhìn thấy 7 anh quạ của cháu bay qua đây không ạ? Có, ngày nào ta cũng nhìn thấy chúng bay về hướng mặt trời kia kìa. Nhưng đường còn xa lắm, cháu sẽ không đến được đâu. Mặt trời ư? Xa thế kia, mình làm sao đi được? Không được, mình phải cứu được các anh thoát khỏi tay mụ phù thủy ghê gớm đó. Kia là mặt trời rồi. Không được, mặt trời chói và nóng quá, mình không thể tới gần được. Cô bé, cháu đi đâu vậy? Cháu đang đi tìm 7 anh trai của cháu bị mụ phù thủy hóa phép thành quả. Chính cháu là lý do mà các anh bị vậy, nên cháu muốn cứu họ. Nhưng cháu chỉ là một cô bé, lỡ gặp nguy hiểm sẽ mất mạng đấy. Cháu muốn cứu họ, dù có mất mạng cháu cũng chịu. Ngài có biết các anh cháu đang ở đâu không ạ? À? Ta có thấy 7 chú quạ hàng ngày bay lượn bên phía ngọn núi thủy tinh kia. Nhưng không chắc có phải là các anh của cháu không. Nếu cháu muốn có thể tới đó, nhưng nếu cháu không có cái chân gà nhỏ này, thì cháu không thể mở được ngọn núi ấy đâu. Cháu cầm lấy đi và nhớ giữ gìn nó cẩn thận kẻo mất. Con cảm ơn ngài. Chân gà đâu rồi? Ôi, chiếc chân gà không có ở đây ư? Thế thì mình làm sao mở được cánh cửa này để giải cứu các anh đây? Đúng rồi, mình sẽ nhét ngón tay út của mình vào, hy vọng nó vừa. Nhưng nhỡ đâu nó đứt thì sao? Không sao, cứu các anh là trên hết. Ôi, đau quá. Mẹ ơi, đau quá. May quá, ngón tay vẫn còn. Con tìm gì ở đây? Con tìm các anh con là 7 con quạ. Các ông quạ không có ở nhà, nhưng con muốn chờ các ông ấy về thì vào đây. Ôi, ngon quá. À đúng rồi, mình sẽ thả chiếc nhẫn này vào cốc nước. Nếu đúng là các anh thì các anh sẽ nhận ra mình.
Giờ thì các ông quả đã về nhà rồi đó. Ai đã ăn ở đĩa của tôi? Ai đã uống nước ở cốc của tôi? Nhất định phải có người đã đụng đến chén đĩa. Có vật gì dưới cốc thế này? Trời, đây là nhẫn của cha mẹ. Hình như em gái út của chúng ta đang ở đây. Và như vậy có nghĩa là chúng ta đã được giải thoát. Đúng là các anh của mình rồi. Chính là em, là em đây. Ôi, bọn anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Em xin lỗi, chỉ vì em mà các anh đã phải chịu khổ, bị biến thành quạ và phải tha phương không sống ở nhà mình được. Không đâu, nhờ có em mà tụi anh mới trở lại thành người. Giờ thì 8 anh em mình cùng về nhà với cha mẹ nhé. Anh nhớ mẹ và em lắm. Vâng ạ. Truyền thuyết Thác Tình Yêu. Ngày xưa, ngày xưa, khi khoảng cách giữa trời và đất còn chưa phân định quá xa, có một nàng tiên xinh đẹp sống trong tòa lâu đài ngập tràn hoa cỏ ở chốn thiên đình. Nhiệm vụ của nàng là cai quản nghề nông và tạo thời gian cho con người nghỉ ngơi vào cuối tuần. Vì thế, người ta gọi nàng là nàng tiên thứ bảy. Hỡi nàng tiên thứ bảy xinh đẹp ơi, nàng đang làm gì đó? Thái tử điện hạ, tại sao ngài lại tới đây? Ta đến thăm vợ sắp cưới của ta. Nàng tiên thứ bảy, ta với nàng là môn đăng hộ đối. Hơn nữa, ta thật lòng yêu nàng. Sao đến giờ nàng vẫn không động lòng chứ? Thái tử, xin ngài hãy tự trọng cho. Ta xin phép cáo từ. Ta phải làm sao để thoát khỏi hắn được đây? Thái tử là một tên gian manh, đáng sợ. Ta ước gì mình có thể thoát khỏi nơi này, đến nhân gian, nơi con người sinh sống, và tìm kiếm được người khiến trái tim ta rung động. Hãy đưa ta tới trần gian. Lời ước vừa nói ra, cổng trời ngay lập tức đã đưa nàng tiên thứ bảy tới nhân gian. Wow, nhân gian mới đẹp đẽ làm sao. Bỗng nhiên, một tiếng sáo từ đâu vang vọng tới, khiến cho nàng tiên thứ bảy im lặng, lắng tai nghe. Thì ra là một chàng trai đang ngồi thổi sáo. Tiếng sáo ấy mới da diết làm sao. Ta nên đến gần đó để nghe nó thật rõ hơn. Nàng trèo qua những ngọn đồi trùng trùng điệp điệp, đến một căn nhà tranh nằm treo leo trên đỉnh đồi. Trời đã tối mất rồi, ta không thể ở đây được. Ta phải trở về trước khi cổng trời đóng lại. Ai vậy? Cô là ai? Sao lại ở đây? Ta không may đi lạc nên đến nơi đây. Nơi đây đường xa vắng vẻ, nàng đi một mình nguy hiểm lắm. Chỉ bằng ở lại đây một hôm, rồi ngày mai ta sẽ đưa nàng xuống núi. Ước gì ta có thể lắng nghe tiếng sáo của chàng mỗi ngày. Nhưng trời và trần gian khác biệt, ta chỉ có thể gặp chàng như vậy thôi. Ta chỉ biết để lại một kỷ vật để chào tạm biệt chàng. Mong chàng có thể hiểu được tấm lòng của ta. Nàng có phép thuật ư? Nàng thực sự là ai? Ta là nàng tiên thứ bảy, tối qua đã mạo phạm ở lại nơi này. Xin chàng thứ lỗi. Nay trời đã sáng, ta phải trở về thiên giới. Nhưng thật lòng, ta rất cảm mến tiếng sáo của chàng. Ta ước gì mình có thể nghe tiếng sáo ấy mỗi ngày. Còn tôi tên là Ô Quy Hồ, là con trai của thần núi Ai Lao. Nếu nàng không chê ta hèn mọn, ta xin rước nàng về làm vợ của ta. Thật lòng, ngay từ khi nghe tiếng sáo của chàng, ta đã cảm mến chàng rồi. Nếu chàng đã có lòng như vậy, thì ta đây xin nghe theo. Vậy là nàng tiên thứ bảy ở lại nhân gian và trở thành vợ của Ô Quy Hồ. Thấm thoát cũng đã được một năm. Chàng đi làm về có mệt không? Vì nàng có mệt hơn nữa, ta cũng không ngại đâu. Trong khi nàng tiên thứ bảy đang hạnh phúc ở nhân gian, thì trên thiên đình, thái tử vẫn đang đợi chờ nàng mở cửa. Đã một ngày trôi qua, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Liệu có phải nàng tiên thứ bảy lại bỏ trốn một lần nữa không? Không được, nhất định ta phải đi hỏi cổng trời tung tích của nàng. Hỡi cổng trời, cho ta biết nàng tiên thứ bảy đang ở nơi nào. Nàng đang ở bên cạnh Ô Quy Hồ, con của thần núi Ai Lao, bên con thác trồng xanh và muôn hoa đua nở. Không thể như thế được, cô ấy là vợ chưa cưới của ta cơ mà. Ta phải bẩm báo việc này với Ngọc Hoàng và trừng phạt tên Ô Quy Hồ kia. Nàng tiên thứ bảy thật to gan, ta không thể tha thứ cho hành động này được. Mình phải khuyên ngăn Ngọc Hoàng và đẩy hết tội cho Ô Quy Hồ. Buông tâu Ngọc Hoàng, thường ngày nàng tiên thứ bảy hiền thục, lại hiểu lễ nghĩa. Thần nghe nói rằng tên Ô Quy Hồ dưới trần gian có khả năng thổi sáo, khiến vạn vật mê mẩn. Thần cho rằng đây là yêu thuật, hắn đã sử dụng nó để mê hoặc nàng. Xin Ngọc Hoàng minh giám. Chuyện mà Khanh nói ta đã từng nghe qua. Vậy theo Khanh bây giờ nên làm như thế nào đây? Muôn tâu Ngọc Hoàng, xin cho phép thần cùng Thiên Lôi xuống hạ giới và đưa nàng tiên thứ bảy trở về cử hành hôn lễ. Về phía Ô Quy Hồ, xin Ngọc Hoàng hãy nâng cao trời và đất để khoảng cách hai nơi cách xa nhau. Như vậy nàng tiên thứ bảy và Ô Quy Hồ sẽ mãi mãi không được gặp nhau. Được, ta đồng ý. Thiên Lôi đâu? Muôn tâu Ngọc Hoàng, vi thần có mặt. Nàng tiên thứ bảy đã phạm vào luật lệ thiên định, thật đáng tội lớn. Nay ta ra lệnh chia cắt trời và đất. Thiên Lôi cùng thái tử hãy xuống trần gian bắt nàng tiên thứ bảy trở về thiên đình. Chúng thần xin tuân lệnh. Sao bỗng dưng gió mạnh thế này? Lẽ nào Ngọc Hoàng đã phát hiện ra ta đã trốn xuống trần gian? Ta phân lệnh Ngọc Hoàng xuống đây để bắt nàng trở lại thiên đình. Nàng hãy bao theo ta về thiên cung. Thái tử, xin ngài hãy về đi. Hãy tâu với phụ hoàng rằng ta muốn hủy hôn ước với ngài. Nàng đã quên rằng chúng ta có hôn ước từ cha mẹ truyền lại. Nếu nàng vẫn khăng khăng không theo ta về trời, ta sẽ không để cho tên Ô Quy Hồ kia sống đâu. Thiệt lôi đâu? Phương ta đang, ta không yêu ngươi. Hãy để ta ở trần gian với chồng của ta. Chàng ơi, thiếp không muốn xa chàng. Nàng ơi, đừng rời bỏ ta. Các người hãy buông tha cho chúng ta đi. Tên Ô Quy Hồ to gan, người hãy biết điều, nếu không được trách ta nắng tay. Nàng ơi, duyên phận của chúng ta có lẽ chỉ được đến đây thôi. Ta chỉ là một người phàm, ta chỉ có thể chờ đợi nàng được đến đây. Sau khi nàng tiên thứ bảy bị bắt về trời, thái tử đã âm thầm cho người đưa Ô Quy Hồ vào ngục sâu, khiến chàng mắc bệnh nặng rồi qua đời. Nghe tin đó, nàng tiên thứ bảy trở nên u sầu, không ăn, không ngủ và sinh bệnh nặng. Tại sao ta và chàng phải chịu bất công như vậy? Thần linh tối cao, hãy giúp ta một điều ước. Sau khi ta chết đi, hãy hóa ta thành con chim lông vàng với đôi cánh thật rộng, để ta có thể sải cánh đi tìm Ô Quy Hồ. Thế rồi, nàng tiên thứ bảy kiệt sức và gục xuống. Xác của nàng bỗng chốc hóa thành một con chim lông vàng ống với đôi cánh sải rộng. Con chim nhanh chóng đập cánh, bay về phía đỉnh núi có căn nhà tranh của chàng, luôn miệng kêu ba tiếng Ô Quy Hồ gia diết khôn nguôi. Ô Quy Hồ! Ô Quy Hồ! Để tưởng nhớ về một mối tình đẹp nhưng ngang trái của chàng Ô Quy Hồ và nàng tiên thứ bảy, nhân dân quanh dãy Ai Lao đã gọi đỉnh đèo nơi có căn nhà tranh của chàng trai là đỉnh Ô Quy Hồ, và thác nước trong xanh kia là thác tình yêu. Ngày nay, khi đến Sapa, bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con thác này. Thác nằm trên địa bàn của xã Sang Xã Hồ, cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 4 km về hướng Tây Nam và cách đèo Ô Quy Hồ chừng 3 km theo đường thẳng. Thác tình yêu đồng thời cũng là điểm bắt đầu của hành trình du lịch leo núi chinh phục đỉnh Phan Xi Păng, là đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Hai người mù.
Trời ơi, không phải của bà đâu mà bà Nhạc. Của đâu mà để bà Nhạc nhiều thế? Bộ bà không thấy lon còn nước ở bên trong hay sao? Tôi xin lỗi. Tôi không biết. Này, cầm lấy đi. Lần sau cầm đồ ăn, đồ uống đi đường phải cẩn thận nha. Đừng có để rơi nữa đó. Thời buổi này, rơi một miếng là có người nhặt ngay. Mẹ, mẹ ơi, hình như bà lão ấy bị mù thì phải, thật tội nghiệp. Thế hả? Ừ ha. Ôi, mà giờ người thật người giả nhiều lắm con ơi. Có nhiều kẻ giả vờ thế để xin lòng thương hại của người khác thôi. Thôi đi nhanh lên, để về kẻo trưa nắng lắm á. Lần sau mình phải cẩn thận hơn mới được. Cứ tưởng đồ người ta bỏ đi, ai dè. Hôm nay nắng to thật, vãi hết cả mồ hôi. Đi suốt cả chặng đường, mày cũng có cái gốc cây mà nghỉ. Mỗi tụi chả làm ăn được gì. Để xem nào. Một tờ 2 đồng ư? Chán thật, cả buổi kiếm được có 2 đồng thế này. Thôi mà, có còn hơn không. Nằm xuống đây ngủ một giấc cái đã, rồi dậy đi tiếp. Nhưng phải cất tờ tiền này thật kỹ, không bị mất thì coi như công toi. Có ai đó phải không ạ? À? Vâng, cụ hỏi gì thế cụ ơi? Bác ơi, cho hỏi con đường này có chỗ nào ngồi nghỉ được không? Nắng quá bác ơi, tôi đi cả quãng đường dài rồi mà chẳng có chỗ nào để ngồi nghỉ được hết. Nếu vậy thì cụ đi thêm một đoạn nữa đi, đằng kia có gốc cây cổ thụ to đấy, ngồi đấy nghỉ ngơi được. Trưa nắng thế này sao cụ không ở nhà nghỉ đi, rồi đợi chiều mát mẻ làm tiếp. Nhà tôi ở xa lắm bác ạ. À, tôi tranh thủ đi cả ngày rồi tối mới về. Thôi tôi đi đây, cảm ơn bác nhiều nha. Chà, chỗ này mát quá, đúng là có cây cổ thụ che bóng có khác. Vào đây nghỉ ngơi một lát cái đã, tựa lưng vào gốc cây mà ngủ một giấc cũng chả khác gì được nằm trên chiếc giường êm ái cả. Ôi trời, cái gì thế này? Cái gì đè lên người tôi thế này? Ê chết, trời, có người ở đây sao? Ai đó, ai mà vô duyên thế? Bộ đuôi mù rồi hay sao mà không thấy tôi đang nằm ở đây hả? Ở đâu mà có người vô duyên vô ý hết sức, thật là bực mình mà. Thôi chết, tôi sợ ý quá. Tôi xin lỗi cô có sao không? Xin lỗi gì mà xin lỗi, đi đứng hết mắt lên trời hay sao mà không biết có người đang nằm nghỉ ở gốc cây thế hả? Tôi mù, tôi bị mù cô à. Tôi mù thật, cho tôi xin lỗi cô nha. Thật là tôi không biết có người đang nằm ở dưới gốc cây này. Hôm nay tôi lại không mang theo gậy nên không dò được trước đó cô. Một bà cụ bị mù giống mình. Mình đúng là bất cẩn mà. Sáng nay đã như vậy rồi, giờ lại tiếp tục gây phiền hà cho người khác. Cô ấy không nói gì, chắc cũng còn đang giận mình lắm. Tôi mù thật đó cô ơi. Mong cô thông cảm cho. Tôi xin phép không làm phiền giấc ngủ của cô nữa.
hay là... Nhưng mà... Cho con xin một đồng mà. Ông bà đi qua đi lại cho kẻ mù là như con xin một đồng mà. Xin ông bà qua lại cho con xin một đồng mà. Cảm ơn, cảm ơn. Ngồi cả buổi cuối cùng cũng kiếm được một đồng. Ngồi thêm chút nữa xem có kiếm thêm được đồng nào nữa hay không. Có lẽ hôm nay chỉ được thế thôi. Thôi thì về vậy, kiếm được một tờ như này cũng được đủ cho bữa ăn trong ngày hôm nay của mình rồi. Này bà cụ ơi, tôi cho bà hai đồng nè. Bà ấy cũng đáng thương giống mình. Mình không biết là nhỡ miệng sổ sàng với bà ấy, số tiền duy nhất mình đang có này có lẽ sẽ xoa dịu bớt những lời thô lỗ cộc cằn của mình khi nãy đối với bà ấy. Tôi cho bà hai đồng nè, bà lại đây mà cầm lấy đi. Chà, cuối cùng cô bé cũng đã lên tiếng. Hẳn con bé đã tha thứ cho mình rồi, lại còn cho tiền mình nữa chứ. Cảm ơn cô nha. Bà ấy đi rồi ư? Bà ấy không lấy tiền của mình cho sao? Hay bà ấy còn giận mình? Có lẽ là vậy rồi. Bà ấy không tha thứ cho mình vì mình đã quá nặng lời với bà ấy. Một chiếc lá sao? Không lẽ cô bé gạt mình hay đùa cợt với mình? Cứ tưởng người ta thật lòng, ai dè. Già rồi mà còn bị lừa thế này. Cụ ơi, khi nãy cụ hỏi đến gốc cây để nghỉ mà cụ không nghỉ hả? Cụ có biết mình đã đi qua gốc cây rồi không? Hả? Là bác đó sao? Tôi biết có gốc cây ở đằng kia rồi, nhưng mà có người ở đó rồi, nên là thôi tôi không ngồi nghỉ nữa. Mà bác ơi, bác xem giúp có đúng là có chiếc lá trong mũ của tôi không, hay là do tôi nhầm? Vâng, là chiếc lá cụ ạ. Sao thế cụ? Thế hả? Tôi lại tưởng cô bé đó cho tôi tiền thật chứ. Chắc cô ấy muốn đuổi tôi đi khỏi gốc cây ấy mà. Là cô bé mù đang ở gốc cây kia hả cụ? Hả? Cô bé đó cũng bị mù giống tôi sao? Vâng, thấy cô bé cứ ngồi tần ngần ở gốc cây, cầm tờ hai đồng sờ sờ nắng nắng mãi. Khổ, chắc không biết đó là tờ tiền mấy đồng ấy mà. Ồ, thì ra là như vậy. Có lẽ do chiếc lá vô tình rơi vào mũ khiến mình tưởng cô bé đã bỏ tiền vào rồi. Suýt chút nữa mình cũng đã hiểu lầm cô bé tội nghiệp đó. Phải quay lại đó nói lời cảm ơn lần nữa mới được. Gia đình nọ vốn có 7 đứa con trai, nên họ rất mong có thêm một mụn con gái. Khi vợ có mang, bác ta hy vọng lần này sẽ toại nguyện. Quả thật đứa con mới chào đời là con gái. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng đứa con lại gầy gò ốm yếu quá nên phải chịu phép rửa tội. Ôi, em Út xinh quá, da em trắng chưa kìa. Con cầm lấy và ra suối lấy nước về đây để làm phép rửa tội cho em gái. Vâng ạ, em đi với. Đúng là lũ ham chơi mà. Để em lấy nước. Em còn nhỏ sao em lấy được chứ. Em lấy cơ. Để em. Trời, mất chiếc bình rồi. Lấy gì đựng nước cho em gái đi. Kiểu gì cha cũng trách tội chúng ta. Chúng ta không thể về nhà được rồi. Các con làm gì mà lâu thế? Mau đem nước về đi. Trời ơi,
chúng mày lại mãi chơi làm hỏng hết việc lớn rồi. Ước gì cả 7 thằng ham chơi này biến thành quả hết đi. Chính ông muốn đây nhé. Trời ơi, các con tôi. Cô gái kia xinh thật đấy. Cô ấy tuy đẹp thật, nhưng chính cô ấy là nguyên nhân sự bất hạnh của 7 người anh trai. Đúng vậy, thật tội nghiệp cho số phận của 7 người anh trai kia. Mình có 7 anh trai ư? Chuyện của 7 anh trai con là như vậy. Cha mẹ cũng đi khắp nơi tìm các anh của con, nhưng không thấy. Cha con thật sự rất hối hận. Không được, mình chính là nguyên nhân để các anh bị biến thành quả. Mình sẽ đi giải cứu cho các anh, nhưng nhất định không được để cha mẹ biết. Mình sẽ mang theo chiếc nhẫn của ba mẹ làm tin. Có lẽ các anh nhìn nó sẽ nhận ra mình. Mình biết tìm các anh ở đâu bây giờ. Cụ ơi, cụ có nhìn thấy 7 anh quả của cháu bay qua đây không ạ? Có, ngày nào ta cũng nhìn thấy chúng bay về hướng mặt trời kia kìa. Nhưng đường còn xa lắm, cháu sẽ không đến được đâu. Mặt trời ư? Xa thế kia, mình làm sao đi được? Không được, mình phải cứu được các anh thoát khỏi tay mụ phù thủy ghê gớm đó. Kia là mặt trời rồi. Không được, mặt trời chói và nóng quá, mình không thể tới gần được. Cô bé, cháu đi đâu vậy? Cháu đang đi tìm 7 anh trai của cháu bị mụ phù thủy hóa phép thành quả. Chính cháu là lý do mà các anh bị vậy, nên cháu muốn cứu họ. Nhưng cháu chỉ là một cô bé, lỡ gặp nguy hiểm sẽ mất mạng đấy. Cháu muốn cứu họ, dù có mất mạng cháu cũng chịu. Ngài có biết các anh cháu đang ở đâu không ạ? À? Ta có thấy 7 chú quạ hàng ngày bay lượn bên phía ngọn núi thủy tinh kia. Nhưng không chắc có phải là các anh của cháu không. Nếu cháu muốn có thể tới đó, nhưng nếu cháu không có cái chân gà nhỏ này, thì cháu không thể mở được ngọn núi ấy đâu. Cháu cầm lấy đi và nhớ giữ gìn nó cẩn thận kẻo mất. Con cảm ơn ngài. Chân gà đâu rồi? Ôi, chiếc chân gà không có ở đây ư? Thế thì mình làm sao mở được cánh cửa này để giải cứu các anh đây? Đúng rồi, mình sẽ nhét ngón tay út của mình vào, hy vọng nó vừa. Nhưng nhỡ đâu nó đứt thì sao? Không sao, cứu các anh là trên hết. Ôi, đau quá. Mẹ ơi, đau quá. May quá, ngón tay vẫn còn. Con tìm gì ở đây? Con tìm các anh con là 7 con quạ. Các ông quạ không có ở nhà, nhưng con muốn chờ các ông ấy về thì vào đây. Ôi, ngon quá. À đúng rồi, mình sẽ thả chiếc nhẫn này vào cốc nước. Nếu đúng là các anh thì các anh sẽ nhận ra mình. Giờ thì các ông quạ đã về nhà rồi đó. Ai đã ăn ở đĩa của tôi? Ai đã uống nước ở cốc của tôi? Nhất định phải có người đã đụng đến chén đĩa. Có vật gì dưới cốc thế này? Trời, đây là nhẫn của cha mẹ. Hình như em gái út của chúng ta đang ở đây. Và như vậy có nghĩa là chúng ta đã được giải thoát. Đúng là các anh của mình rồi. Chính là em. Là em đây. Ôi, bọn anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Em xin lỗi, chỉ vì em mà các anh đã phải chịu khổ, bị biến thành quạ và phải tha phương không sống ở nhà mình được. Không đâu, nhờ có em mà tụi anh mới trở lại thành người. Giờ thì 8 anh em mình cùng về nhà với cha mẹ nhé. Anh nhớ mẹ và em lắm. Vâng ạ. Truyền thuyết
thác tình yêu. Ngày xưa, khi khoảng cách giữa trời và đất còn chưa phân định quá xa, có một nàng tiên xinh đẹp sống trong tòa lâu đài ngập tràn hoa cỏ ở chốn thiên đình. Nhiệm vụ của nàng là cai quản nghề nông và tạo thời gian cho con người nghỉ ngơi vào cuối tuần. Vì thế, người ta gọi nàng là nàng tiên thứ bảy. Hỡi nàng tiên thứ bảy xinh đẹp ơi, nàng đang làm gì đó? Thái tử điện hạ, tại sao ngài lại tới đây? Ta đến thăm vợ sắp cưới của ta. Nàng tiên thứ bảy, ta với nàng là môn đăng hộ đối. Hơn nữa, ta thật lòng yêu nàng. Sao đến giờ nàng vẫn không động lòng chứ? Thái tử, xin ngài hãy tự trọng cho. Ta xin phép cáo từ. Ta phải làm sao để thoát khỏi hắn được đây? Thái tử là một tên gian manh, đáng sợ. Ta ước gì mình có thể thoát khỏi nơi này, đến nhân gian, nơi con người sinh sống, và tìm kiếm được người khiến trái tim ta rung động. Hãy đưa ta tới trần gian. Lời ước vừa nói ra, cổng trời ngay lập tức đã đưa nàng tiên thứ bảy tới nhân gian. Wow, nhân gian mới đẹp đẽ làm sao. Bỗng nhiên, một tiếng sáo từ đâu vang vọng tới, khiến cho nàng tiên thứ bảy im lặng, lắng tai nghe. Thì ra là một chàng trai đang ngồi thổi sáo. Tiếng sáo ấy mới da diết làm sao. Ta nên đến gần đó để nghe nó thật rõ hơn. Nàng trèo qua những ngọn đồi trùng trùng điệp điệp, đến một căn nhà tranh nằm treo leo trên đỉnh đồi. Trời đã tối mất rồi, ta không thể ở đây được. Ta phải trở về trước khi cổng trời đóng lại. Ai vậy? Cô là ai? Sao lại ở đây? Ta không may đi lạc nên đến nơi đây. Nơi đây đường xa vắng vẻ, nàng đi một mình nguy hiểm lắm. Chỉ bằng ở lại đây một hôm, rồi ngày mai ta sẽ đưa nàng xuống núi. Ước gì ta có thể lắng nghe tiếng sáo của chàng mỗi ngày. Nhưng trời và trần gian khác biệt, ta chỉ có thể gặp chàng như vậy thôi. Ta chỉ biết để lại một kỷ vật để chào tạm biệt chàng. Mong chàng có thể hiểu được tấm lòng của ta. Nàng có phép thuật ư? Nàng thực sự là ai? Ta là nàng tiên thứ bảy. Tối qua đã mạo phạm ở lại nơi này, xin chàng thứ lỗi. Nay trời đã sáng, ta phải trở về thiên giới. Nhưng thật lòng, ta rất cảm mến tiếng sáo của chàng. Ta ước gì mình có thể nghe tiếng sáo ấy mỗi ngày. Còn tôi tên là Ô Quy Hồ, là con trai của thần núi Ai Lao. Nếu nàng không chê ta hèn mọn, ta xin rước nàng về làm vợ của ta. Thật lòng, ngay từ khi nghe tiếng sáo của chàng, ta đã cảm mến chàng rồi. Nếu chàng đã có lòng như vậy, thì ta đây xin nghe theo. Vậy là nàng tiên thứ bảy ở lại nhân gian và trở thành vợ của Ô Quy Hồ. Thấm thoát cũng đã được một năm. Chàng đi làm về có mệt không? Vì nàng, có mệt hơn nữa ta cũng không ngại đâu. Trong khi nàng tiên thứ bảy đang hạnh phúc ở nhân gian, thì trên thiên đình, thái tử vẫn đang đợi chờ nàng mở cửa. Đã một ngày trôi qua, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Liệu có phải nàng tiên thứ bảy lại bỏ trốn một lần nữa không? Không được, nhất định ta phải đi hỏi cổng trời tung tích của nàng. Hỡi cổng trời, cho ta biết nàng tiên thứ bảy đang ở nơi nào. Nàng đang ở bên cạnh Ô Quy Hồ, con của thần núi Ai Lao, bên con thác trồng xanh và muôn hoa đua nở. Không thể như thế được, cô ấy là vợ chưa cưới của ta cơ mà. Ta phải bẩm báo việc này với Ngọc Hoàng và trừng phạt tên Ô Quy Hồ kia. Nàng tiên thứ bảy thật to gan, ta không thể tha thứ cho hành động này được. Mình phải khuyên ngăn Ngọc Hoàng và đẩy hết tội cho Ô Quy Hồ. Buồn tâu Ngọc Hoàng, thường ngày nàng tiên thứ bảy hiền thục, lại hiểu lễ nghĩa. Thần nghe nói rằng tên Ô Quy Hồ dưới trần gian có khả năng thổi sáo, khiến vạn vật mê mẩn. Thần cho rằng đây là yêu thuật, hắn đã sử dụng nó để mê hoặc nàng. Xin Ngọc Hoàng minh giám. Chuyện mà Khanh nói, ta đã từng nghe qua. Vậy theo Khanh,
bây giờ nên làm như thế nào đây? Muôn Tâu Ngọc Hoàng, xin cho phép thần cùng Thiên Lôi xuống hạ giới và đưa nàng tiên thứ bảy trở về cử hành hôn lễ. Về phía Ô Quy Hồ, xin Ngọc Hoàng hãy nâng cao trời và đất để khoảng cách hai nơi cách xa nhau. Như vậy, nàng tiên thứ bảy và Ô Quy Hồ sẽ mãi mãi không được gặp nhau. Được, ta đồng ý. Thiên Lôi đâu? Muôn Tâu Ngọc Hoàng, vi thần có mặt. Nàng tiên thứ bảy đã phạm vào luật lệ thiên định, thật đáng tội lớn. Này tại ra lệnh chia cắt trời và đất. Thiên Lôi cùng thái tử hãy xuống trần gian bắt nàng tiên thứ bảy trở về thiên đình. Chúng thần xin tuân lệnh. Sao bỗng dưng gió mạnh thế này? Lẽ nào Ngọc Hoàng đã phát hiện ra ta đã trốn xuống trần gian? Ta phân lệnh Ngọc Hoàng xuống đây để bắt nàng trở lại thiên đình. Nàng hãy mau theo ta về thiên cung. Thái tử, xin ngài hãy về đi. Hãy tâu với phụ hoàng rằng ta muốn hủy hôn ước với ngài. Nàng đã quên rằng chúng ta có hôn ước từ cha mẹ truyền lại. Nếu nàng vẫn khăng khăng không theo ta về trời, ta sẽ không để cho tên Ô Quy Hồ kia sống đâu. Thiệt lôi đâu? Phụ ta ra, ta không yêu ngươi. Hãy để ta ở trần gian với chồng của ta. Chàng ơi, em không muốn xa chàng. Nàng ơi, đừng rời bỏ ta. Các người hãy buông tha cho chúng ta đi. Tên Ô Quy Hồ to gan, người hãy biết điều, nếu không chắc ta nắng tay. Nàng ơi, duyên phận của chúng ta có lẽ chỉ được đến đây thôi. Ta chỉ là một người phàm, ta chỉ có thể chờ đợi nàng được đến đây. Sau khi nàng tiên thứ bảy bị bắt về trời, thái tử đã âm thầm cho người đưa Ô Quy Hồ vào ngục sâu, khiến chàng mắc bệnh nặng rồi qua đời. Nghe tin đó, nàng tiên thứ bảy trở nên u sầu, không ăn, không ngủ và sinh bệnh nặng. Tại sao ta và chàng phải chịu bất công như vậy? Thần linh tối cao, hãy giúp ta một điều ước. Sau khi ta chết đi, hãy hóa ta thành con chim lông vàng với đôi cánh thật rộng, để ta có thể sải cánh đi tìm Ô Quy Hồ. Thế rồi, nàng tiên thứ bảy kiệt sức và gục xuống. Xác của nàng bỗng chốc hóa thành một con chim lông vàng ống với đôi cánh sải rộng. Con chim nhanh chóng đập cánh, bay về phía đỉnh núi có căn nhà tranh của chàng, luôn miệng kêu ba tiếng Ô Quy Hồ gia diết khôn nguôi. Ô Quy Hồ! Ô Quy Hồ! Để tưởng nhớ về một mối tình đẹp nhưng ngang trái của chàng Ô Quy Hồ và nàng tiên thứ bảy, nhân dân quanh dãy Ai Lao đã gọi đỉnh đèo nơi có căn nhà tranh của chàng trai là đỉnh Ô Quy Hồ, và thác nước trong xanh kia là thác tình yêu. Ngày nay, khi đến Sapa, bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con thác này. Thác nằm trên địa bàn của xã Sang Xã Hồ, cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 4 km về hướng Tây Nam và cách đèo Ô Quy Hồ chừng 3 km theo đường thẳng. Thác tình yêu đồng thời cũng là điểm bắt đầu của hành trình du lịch leo núi chinh phục đỉnh Phan Xi Băng, là đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Hai người mù. Ê, trời ơi, không phải của bà đâu mà bà Nhạc. Của đâu mà để bà Nhạc nhiều thế? Bộ bà không thấy lon còn nước ở bên trong hay sao? Tôi xin lỗi. Tôi không biết. Này, cầm lấy đi. Lần sau cầm đồ ăn, đồ uống đi đường phải cẩn thận nha. Đừng có để rơi nữa đó. Thời buổi này, rơi một miếng là có người nhặt ngay. Mẹ, mẹ ơi, hình như bà lão ấy bị mù thì phải, thật tội nghiệp. Thế hả? Ừ ha. Ôi, mà giờ người thật người giả nhiều lắm con ơi. Có nhiều kẻ giả vờ thế để xin lòng thương hại của người khác thôi. Thôi đi nhanh lên, để về kẻo trưa nắng lắm á. Lần sau mình phải cẩn thận hơn mới được.
cứ tưởng đồ người ta bỏ đi, ai dè. Hôm nay nắng to thật, bãi hết cả mồ hôi. Để suốt cả chặng đường mày cũng có cái gốc cây mà nghỉ. Mỗi tội chả làm ăn được gì. Để xem nào. Một tờ 2 đồng ư? Chán thật, cả buổi kiếm được có 2 đồng thế này. Thôi mà, có còn hơn không. Nằm xuống đây ngủ một giấc cái đã, rồi dậy đi tiếp. Nhưng phải cất tờ tiền này thật kỹ, không bị mất thì coi như công toi. Có ai đó phải không ạ? Vâng, cụ hỏi gì thế cụ ơi? Bác ơi, cho hỏi con đường này có chỗ nào ngồi nghỉ được không? Nắng quá bác ơi, tôi đi cả quãng đường dài rồi mà chẳng có chỗ nào để ngồi nghỉ được hết. Nếu vậy thì cụ đi thêm một đoạn nữa đi, đằng kia có gốc cây cổ thụ to đấy, ngồi đấy nghỉ ngơi được. Trưa nắng thế này sao cụ không ở nhà nghỉ đi, rồi đợi chiều mát mẻ làm tiếp. Nhà tôi ở xa lắm bác ạ. Tôi tranh thủ đi cả ngày rồi tối mới về. Thôi tôi đi đây, cảm ơn bác nhiều nha. Chà, chỗ này mát quá. Đúng là có cây cổ thụ che bóng có khác. Vào đây nghỉ ngơi một lát cái đã, tựa lưng vào gốc cây mà ngủ một giấc cũng chả khác gì được nằm trên chiếc giường êm ái cả. Ôi trời, cái gì thế này? Cái gì đè lên người tôi thế này? Ê chết, trời ơi, có người ở đây sao? Ai đó, ai mà vô duyên thế? Bộ đuôi mù rồi hay sao mà không thấy tôi đang nằm ở đây hả? Ở đâu mà có người vô duyên vô ý hết sức, thật là bực mình mà. Thôi chết, tôi sợ ý quá. Tôi xin lỗi cô có sao không? Xin lỗi gì mà xin lỗi, đi đứng hết mắt lên trời hay sao mà không biết có người đang nằm nghỉ ở gốc cây thế hả? Tôi mù, tôi bị mù cô à. Tôi mù thật. Cho tôi xin lỗi cô nha. Thật là tôi không biết có người đang nằm ở dưới gốc cây này. Hôm nay tôi lại không mang theo gậy nên không dò được trước đó cô. Một bà cụ bị mù giống mình. Mình đúng là bất cẩn mà. Sáng nay đã như vậy rồi, giờ lại tiếp tục gây phiền hà cho người khác. Cô ấy không nói gì, chắc cũng còn đang giận mình lắm. Tôi mù thật đó cô ơi. Mong cô thông cảm cho. Tôi xin phép không làm phiền giấc ngủ của cô nữa. Hay là... Nhưng mà... Cho con xin 1 đồng ạ. Ông bà đi qua đi lại cho kẻ mù là như con xin 1 đồng ạ. Xin ông bà qua lại cho con xin 1 đồng ạ. Cảm ơn. Ngồi cả buổi cuối cùng cũng kiếm được 1 đồng. Ngồi thêm chút nữa xem có kiếm thêm được đồng nào nữa hay không. Có lẽ hôm nay chỉ được thế thôi. Thôi thì về vậy, kiếm được 1 tờ như này cũng được đủ cho bữa ăn trong ngày hôm nay của mình rồi. Này bà cụ ơi, tôi cho bà 2 đồng nè. Bà ấy cũng đáng thương giống mình. Mình không biết là nhỡ miệng sổ sàng với bà ấy. Số tiền duy nhất mình đang có này
có lẽ sẽ xoa dịu bớt những lời thô lỗ cộc cằn của mình khi nãy đối với bà ấy. Tôi cho bà 2 đồng nè, bà lại đây mà cầm lấy đi. Chà, cuối cùng cô bé cũng đã lên tiếng. Hẳn con bé đã tha thứ cho mình rồi, lại còn cho tiền mình nữa chứ. Cảm ơn cô nha. Bà ấy đi rồi ư? Bà ấy không lấy tiền của mình cho sao? Hay bà ấy còn giận mình? Có lẽ là vậy rồi. Bà ấy không tha thứ cho mình vì mình đã quá nặng lời với bà ấy. Một chiếc lá sao? Không lẽ cô bé gạt mình hay đùa cợt với mình? Cứ tưởng người ta thật lòng, ai dè. Già rồi mà còn bị lừa thế này. Cụ ơi, khi nãy cụ hỏi đến gốc cây để nghỉ mà cụ không nghỉ hả? Cụ có biết mình đã đi qua gốc cây rồi không? Hả? Là bác đó sao? Tôi biết có gốc cây ở đằng kia rồi, nhưng mà có người ở đó rồi, nên là thôi tôi không ngồi nghỉ nữa. Mà bác ơi, bác xem giúp có đúng là có chiếc lá trong mũ của tôi không, hay là do tôi nhầm? Vâng, là chiếc lá cụ ạ. Sao thế cụ? Thế hả? Tôi lại tưởng cô bé đó cho tôi tiền thật chứ. Chắc cô ấy muốn đuổi tôi đi khỏi gốc cây ấy mà. Là cô bé mù đang ở gốc cây kia hả cụ? Hả? Cô bé đó cũng bị mù giống tôi sao? Vâng, thấy cô bé cứ ngồi tần ngần ở gốc cây, cầm tờ 2 đồng sờ sờ nắng nắng mãi. Khổ, chắc không biết đó là tờ tiền mấy đồng ấy mà. Thì ra là như vậy. Có lẽ do chiếc lá vô tình rơi vào mũ, khiến mình tưởng cô bé đã bỏ tiền vào rồi. Suýt chút nữa mình cũng đã hiểu lầm cô bé tội nghiệp đó. Phải quay lại đó, nói lời cảm ơn lần nữa mới được.